Thưa quý vị, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang máy xúc do Phùng Đắc Tuy, hộ khẩu thường trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương điều khiển, đang xúc đất lên xe ô tô mang biển kiểm soát 34H02086 do Hoàng Công Việt, sinh năm 1993, cũng có hộ khẩu thường trú như trên điều khiển, đã xúc được khoảng 3 mét khối đất. Thời điểm phát hiện, bắt giữ, do trời tối, đường chân trượt, quá trình tiếp cận gặp khó khăn. Đối tượng Việt đã hạ ben, đổ đất xuống đường và di chuyển xe ra vị trí cách đó khoảng 50 mét. Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện 5 xe ô tô khác đang chờ để chở đất. Tất cả đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất. Quá trình xác minh mở rộng, xác định lượng đất khai thác tại khu đất trên đã được vận chuyển, xúc lên tàu thủy số hiệu VB1421 do Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1968. Hộ khẩu thường trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, đang neo đậu tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vi Thành ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Kiểm tra trong khoang tàu đang có khoảng 200 mét khối đất ghi xám.